bách hạng A mới ra mắt hủy diệt Hyundai Grand i10 và Kia Morning với giá chỉ 236 triệu đồng. Ford Ấn Độ hôm nay đã tung ra các biến thể số tự động mới của mẫu xe Figo tại thị trường nước này. Trong khi Ford Figo 2021 số tự động Titanium có giá 7,75 du biến độ lắc, tương đương 236 triệu đồng tiền Việt, thì bản Titanium có giá 8,2 RS lắc, khoảng 250 triệu đồng. Khách hàng quan tâm có thể đặt trực tuyến các biến thể Figo AT mới này. Cả hai biến thể Forfigo 2021 số tự động đều được trang bị động cơ xăng 1.2 ltvct tuân thủ tiêu chuẩn khí thải BS6, kết hợp với hộp số tự động chuyển đổi mô men xoắn 6 cấp. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 96 mã lực và mô men xoắn 119 Nm. Forfigo 2021 số tự động được cho là cung cấp sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất, sự tinh tế và khả năng lái với chế độ thể thao và các tính năng Select Shift Ở chế độ thể thao, Hộp số tự động chọn số tối ưu với việc chuyển số diễn ra nhanh hơn để lái xe nhanh nhẹ hơn. Shift cho phép người lái sang số theo cách thủ công bằng cách sử dụng công tắc chuyển đổi trên cần sang số. Về mặt an toàn, Forfigo 2021 số tự động cung cấp 6 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Hệ thống kiểm soát lực kéo, kiểm soát ổn định điện tử và first pass. Xe cũng được trang bị một số tính năng tốt nhất trong phân khúc như hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng điện dung 7 inch, IRV mở điện sắc và cần gạt nước mưa. Ford Figo số tự động mới đang được cung cấp với 5 phối màu, xám khói, đỏ ruby, bạc, mundus, trắng, kim cương và vàng trắng. Ford Figo 2021 số tự động được bảo hành tiêu chuẩn 3 năm hoặc 100.000 km. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Grand i10 và Kia Morning.